ngày xưa, một nàng tiên vén mây nhìn xuống hạ giới và sừng sốt bàng hoàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ không đâu có của một vùng đá núi. Núi trồng núi, đá trồng đá, mây len vào khe núi, đá đội mây lên trời. Màu xanh của đá, màu trắng của mây, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên cảnh thần tiên từ nền xanh thẳm của đá với muôn vàn thế núi và khối hình kỳ ảo. Chuyện kỳ rằng cô nàng tiên nữ giáng trần nơi cao nguyên đá mênh mông, trái lời trao nên không thể về trời, thân hóa thành loài hoa của đá. Yeah.